Vì thế Bản thân tin cần làm việc là một việc tốt Mục tiêu của quý vị là gì? Đối tượng của quý vị là gì? Điều này không thể không để ý Toàn là làm để tự cung cấp cho mình Vấn đề này rất nghiêm trọng Người xưa có một câu Một nhà no ấm, ngàn nhà oán Hàng ngày quý vị sống thế nào Quý vị giàu có một mình Nơi quý vị cư trú đều là người nghèo khó Họ sẽ gây phiền tức cho quý vị Mục tiêu của họ đều nhằm vào quý vị Hậu quả này quý vị không thể tưởng tượng nổi Vì vậy người thông minh thật sự Bản thân của Phước Bảo Chia bớt cho những người xung quanh cùng hưởng không có người nào là không thích Không có ai là không yêu quý quý vị Không có ai là không ủng hộ quý vị Đó là người thông minh Một câu mà cổ nhân nói Điều mà lão tổ tôn giảng là Người mất thì vui mừng Người mất thì đau khổ Lời tổ tôn dạy một chút cũng không sai Đối với những việc này Lão Tổ Tông nhìn rất rõ ràng nếu như quý vị nói trí tuệ của Lão Tổ Tông không bằng chúng ta hiện nay thì sai rồi. Trí tuệ của con người hiện nay làm cho trái đất đi đến diệt vong. Trí tuệ của Lão Tổ Tông là có thể dạy quý vị thiên thu dạng thị quốc thái dân an. Rốt cuộc là ai có trí tuệ? Người hiện nay thiệt thòi nhất là có sự hoài nghi không tin tưởng với Lão Tổ Tông gây nên thân tâm của bản thân không khỏe mạnh. Ra sức tạo nghiệp gây nên trái đất có quá nhiều quá nhiều tai nạn mà từ xưa đến nay chưa hề có